Ngày mới mình xin chào cô chú anh chị các bạn. Chúc cho cô chú anh chị các bạn ngày mới an lành, vui vẻ và hạnh phúc nha. Bữa nay lúa của mình cũng đã chỗ rồi. Chỗ đều hết rồi. Trái đậu bắp này với hai trái cà chua, nó canh luôn. Thiếu giá. Đâu có tính nấu đâu mà mua trước. Chỉ mua nước thôi. Này sáng em bắt được hai con cá lóc đồng. Hai con hình nấu canh chua với kho dài khứa. Cái này cứ mỏng mỏng còn khô. Rồi giờ mình sẽ ra hái mấy trái đậu đũa rồi vô mình xào chung luôn. Được mấy trái. Còn trái nằm dưới nữa nè. Dưới thấy già không ơi. Hả? Thấy nó già đó. Già. Chứ kia nằm dưới đất già. Đó, có chùm hai trái rồi thấy không đi. Đâu? Hai trái nữa, dưới nữa. Trong á. Trái đất thấy nó già. Còn ăn được, chứ già. Quá dài. Giống như ngắn lục. Trái này nó dài hết chứ kìa. Bữa năm mình ở với chồng năm mình chồng tốt vậy nè. Ừ, nó dài à. Trời ơi, mới thấy cái đầu đũa này. Khủng khiếp, nó dài. Dài mà nó to. Đây mình sẽ hái mấy trái cà luôn. Đang trái nè. Không có đem cây dao ra. Dao ra cắt với lượng này nó gãy nhánh. Còn non quá vậy. Non mới ngon á. Nó hơi dày dày ăn mới ngon non quá. Ra chị cứng vậy. Nó còn trái mà, trái mình bẩn kìa. Trái đây luôn. Trời ơi, dưới đất luôn. Hai trái đó luôn nha. Cà này xào chấm muối ớt cũng ngon lắm. Kìa, trái nằm bến kìa. Xào cũng ngon mà lướt. Cái trồng lên tới kìa. Hả? Cây gì? Đất cá hả? Cây gì? Ở đâu được cây rau cái trời tốt rồi nè. Đây nè. Mọc lên nó cẩm à, nó cẩm của em, nó cẩm thái đó. Để có mấy cái đũa mình xào chung luôn. Người kia là xào thật cẩm luôn rồi. Quá trời tử hứ luôn. Ở gì ở nhà có gì mất xào hết luôn. Nào dưa leo đậu đũa. Cái đậu này hết sức luôn. Hộp đỏ rồi cũng muốn già rồi. Cũng còn ăn được. Đây mình được 5 trái cà. Này chắc chiều nay có đứa thang mình sẽ nướng. Nướng ăn sao. Này mình nướng mình dầm với nước mắm hoặc nước tương. Rồi bây giờ mình sẽ xào hào.
ứng vàng gì để cho xào được. Vàng quá không ngon. Miếng muối, miếng hạt nêm. Tí đường thôi, con này nó ngọt. Bay mùi thơm. Hào quá, thơm ghê lắm. Thơm với mùi ngon ngọt ha. Thơm mùi với mùi hào. Ừ. Đậu đũa vô trước đây. Đậu đũa nó hơi cứng, vô trước đây. Nó xèo xèo hay để dưa leo vô. Còn ra nước dữ ha. Hào có nước nhiều. Nước ngọt phải không? Tới rồi bếp chung ra tay nữa. Bếp nấu ăn nhà hàng ngàn sao. Chùa này thiếu giá. Có bạc hà cũng được. Bạc hà nãy mình trồng ngoài vườn. Bạc hà. Bạc hà cũng ngon. Cha trồng lại tốt rồi. Nó mới tốt tốt rồi. Ừ. Nó cánh bén quá. Em mới trồng lại để cho cháu vô tốt rồi. Em thấy ngò thấy quế đi chứ. Cuối cùng để hành với là hẹ cho nó là xong. Mình đâm muối ớt mình chấm. Ừ, muối ớt ngon. Bếp mình đây kho mấy nước cá luôn. Kho cá với mình nấu canh chua. Mình nấu canh bên kho cá. Chút nó nóng rồi hả, mình dạt ra dần. Bây giờ mình sẽ múc hào ra dĩa.
để tiêu để hành cho nó là xong. Nằm vô. Tiêu ra. Nhúc nào quá. Mình bỏ mấy cái lá dưới gốc để bớt lên dài. Vừa về cậu ăn sống rồi. Con héo héo qua trùng trùng sơ ăn được. Trùng sơ sơ dễ ăn, sống khó ăn quá. Đã mất nhiều. Này nấu đơn giản à, thiếu giá, thiếu khóm. Mình tính mua hai bác con nhúc để đó hà. Giờ cũng bắt được hai con cá. Nấu luôn. Nấu luôn. Muối thường gia vị thì vô luôn. Ăn chua đường thay nhiều nhiều chua chua hoặc ngọt không ngon. Để vô luôn. Vô nhúc và để sau cùng. Vô nhảy dao mà cũng nhảy rồi. Giờ mình để cho nhúc cho mình trộn qua cái sơn cái là mình sẽ nhắc ra cho một thêm một miếng nước mắm vô cho nó đậm đà. Để quế ngò vô luôn. Chén vớt đỏ vậy mới ngon. Cay mà hít hà. Ngon chưa? Mời cả nhà ăn cơm. Mình ăn canh chua với đồ xào hai món thôi. Cái kho cơm. Kho nữa ba món. Canh chua cá lóc. Nó ngon ngon nhất đấy là chứ chưa có nấu giờ. Sướng đi. Không đặt nấu được hai con cá lóc nó canh luôn. Thì món. Cái gì? Mình thử con hào xào này thử coi. Ngọt.
nó xào nó dai, nó không có dai mềm. Nghe nãy rồi tâm tâm khỏi chấm luôn. Đây tâm ớt vậy. Quá cay. Cái tâm có trứng. Đồng ăn thịt với khác ha. Chua không chua chanh. Chua ớt thôi. Mình ăn cái gì chấm không mấy ăn chanh. Nói chung đâm ớt rồi thì khỏi ăn luôn à. Khỏi ăn. Anh nay hôm nay ăn được gì đó đập lên trắng. Quá trời ớt luôn, có tụt trái ớt hay chưa? Có rồi. Nhìn, nó nói 5 trái. 5 trái rồi. Chơi qua giữa xào hết.
Nhờ tới qua tô canh. Hết nước. Tô canh nước nước còn còn ngồi á. Canh nước ngon nhất. Muối trồng đỏ đẹp ha. Ừ, muối đúng bài hay không? Ăn không? Ê. Hai Xuống xin kết thúc clip nha cô chú anh chị các bạn. Hai Xuống hẹn cô chú anh chị các bạn clip tiếp theo của Hai Xuống nha.